Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Hoàng Hữu Duy. Và chào mừng mọi người quay lại với 500 subscribers special phần không nhớ. Ok, hôm nay mọi người thấy mình quay trở lại với Arena. Và còn phần đặc biệt nữa thì mọi người biết là cái gì nữa. Chào mừng mọi người quay trở lại với ghép chữ đồng tính. Ok, hôm nay là sẽ chơi ghép chữ đồng tính. Và cũng đồng thời là không phải phần 500 subscriber special bình thường đâu. Và cũng là hôm nay là 500 subscriber special mừng sinh nhật Vanilla Ellie, là chủ kênh thứ 3 của mình. Và cũng làm music editor cho cái kênh của mình nữa. Tất nhiên rồi, không có Vanilla Ellie thì làm sao mà video lại có được cái nhạc hay như vậy. Lại còn là rất là thuần phục trong việc chọn nhạc cho nó hợp với chủ đề nữa. Cả cho video của mình lẫn việc làm outro luôn. Giờ có vẻ mà mình mới có được cái kênh ngày hôm nay. Hy vọng là Vanilla Ellie sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa, mặc dù là phải xưng, mặc dù là già hơn nhưng mà bà vẫn xưng là bằng em. Ok, thì hiện tại em đang trong Arena là hạng chính và cũng là từng của Boomberry. Trước khi vào video này, đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe, nhấn chuông luôn nha, và làm ơn đừng có xem chùa nữa nha. Thì ok, hôm nay cũng sẽ có Lucky Lover ở đây để làm người đứng kế bên mình trong video ngày hôm nay. Mặc dù là Lê Vũ Ngọc năm nay cũng rất là bận biểu nên hy vọng là năm nay sẽ có một năm học tốt. Không nói nhiều nữa, là vào thôi. Ghép chữ đồng tính à. Sinh nhật đầy ý nghĩa của Vanilla Ellie. Cũng mất tới mấy tháng, cũng mất cũng gần 2 tháng rồi đó mới có thể quay lại làm một video ghép chữ. Dù gì tháng 8 cũng không có event nào hết, nên là tháng 9 mới có event. Và 3 tháng tiếp theo đây cũng sẽ có quá trời event luôn. Oh my god. Ok, thì mọi người thấy này, Arena tuần của Boomberry. Và đây, sân bãi biển của mình và Lucky Lover Mod. Tuần này là một sự kết hợp của Dark Isis và Big Fish Beach Bro. Có Zombie King, ông Pixelman Zombie lần đầu tiên xuất hiện trong Arena. Zombie Pháp Sư và con Bạch Tuộc và con Găng Cua nữa. Và có con Lướt Sóng nữa. Ok. Ok, thì với cái ghép chữ cái đầu tiên này, sinh nhật của Vanilla Ellie, chắc chắn mình phải chọn Vanilla Ellie rồi. Cùng với mẹ Delia nữa, mẹ của Vanilla Ellie. Mặc dù bận rộn nhưng vẫn luôn nhớ sinh nhật của con gái mình. Còn với hai cái mình cùng hệ và Lila nữa, và máy cài Lilibat. Ok, bỏ 2, 3. Không có tiếng bởi vì mình không muốn cái âm thanh của game nó át cái tiếng của mình. Tất nhiên là nó luôn là vấn đề số 1 của mình trong rất nhiều video. Daxi Chain tạo ra làn khói và Bad Delay sẽ chặn đứng mấy con zombie này. Hôm bữa có người hỏi mình là còn ai dám sai áp Omota không vậy? Thì tất nhiên câu trả lời chỉ còn có mình thôi à. Mình là Metal Wrecker mà. Luôn luôn hướng đến sự bá đạo của những thứ mà không ai thèm xài, chỉ có mình xài thôi. Ví dụ trà điện, nấm hơi miên, thậm chí là P-Shooter và cả P-Nut nữa. Thế mới gọi là siêu pro, chứ không phải là một đống cá trâu cho P-Samin trên Tuki Pui với con Sticky Bomb. Đến cả một hàng Vanilla Ellie ở đây chưa được boost, chưa được boost đến patch mạnh nữa. À, thật ra thì có một cây đây đang ở mức 2 rồi. Đó là nào, đối thủ còn chưa kiếm được điểm nào luôn nữa. What the hell. Ok, tới giờ thôi. 1, 2, 3. Minh tới đây. Minh pháo cối và Minh câu giờ.
tăng cường sức mạnh cho hai mẹ con. Ờ, giờ cuối cùng đối thủ cũng đã có điểm rồi, hay quá, đối thủ cuối cùng đã có điểm rồi, yeah. Rồi đặt tiếp công binh. Gangpo chưa kịp vô sân cũng đi đâu về đâu luôn. Bay đi đâu về đâu. Đi đâu về đâu thoát khỏi hoàng phủ duy được hả? Gan tôi rất hay luôn à. Thấy nó ta đang ốc zombie nữa. Đây thì ốc zombie nè. Ga gan tua. Này gan tua hả? Ga gan tua. Găng tôi chưa hình lâu Superman zombie chưa kịp ra quân nữa chứ. Octo zombie chưa kịp thấy nữa luôn. Chưa kịp thấy con Octo zombie cũng đi đâu về đâu. Đi đâu về đâu. Hát à, hoàng hữu duy không có được đâu. Giờ thấy mấy con super zombie ra che nè. Thì lấy thân che mặt thuộc hả? Nói với bà Manda sẽ là lấy thân che heo. Cái thân che bạch tuộc hả? Gần tôi tới nữa kìa. Gần tôi tới nữa. Hết tiền rồi nên phải trồng lại mấy con hoa của đại này. Là hoa hướng dương già. Người ta gọi là hoa hướng dương của đại, gọi là hoa hướng dương già. Bước khỏi mặt nước rồi, gần tôi bước khỏi mặt nước rồi. Gần tôi sắp bước khỏi mặt nước rồi. Ta thà cãi đi, chưa kịp bước khỏi mặt nước cũng đi đâu về đâu luôn. Đi ra đi. Zombie King cũng đi luôn trong vòng một nốt nhạc. Với cái hàng rào phòng thủ như này, tôi nghĩ là không có zombie nào bước qua được luôn. Thậm chí không thể bị ăn nổi được luôn à. Thấy tội nghiệp cho mấy zombie này quá nhưng mà thôi cũng kệ. Thêm một loạt super zombie tới nữa rồi. Nghĩ là đối thủ không có cơ hội để bắt kịp được luôn nữa rồi. Tới tận gần một phút mới có được điểm. Không biết là sao nữa. Ok. Gan tua tới nữa rồi, Minh tới đây. Người đâu luôn. Mấy người zombie này không biết bay đi đâu nữa, nhưng mà chắc chắn là không phải về trên đường rồi. Lốc xoáy tuyết, lốc xoáy tuyết không thành vấn đề gì với Vanilla Alien hết. Và cặp bắt Delia nữa. Bắt Delia là người nó không trước này. Mình sẽ tập trung vô mấy con bên này, vô hai cái hàng mà có nước đó là nên Fisherman Zombie cậu ngành nước như là để không Fisherman Zombie mà cắt cây một cái là cũng đi à, cũng nguy hiểm không kém gì luôn. Ôi mấy con super zombie này đặt để mấy tấm bán sâu quá. À, thấy có người khổng lồ tới đây với cái búa nữa. Búa đá nè, búa đá có phản lại được cái này không hả? Trời ơi, không không ném được con gai, không ném được con IVB luôn. Bảo cát còn chưa số tới à, đây rồi, đây bảo cát nè, chờ bảo tới luôn nè. Ở đây nào,
không biết bằng cách nào mà mặc dù ba đi lại Eli lại là người đồng tính nữ nhưng mà ba vẫn còn yêu mình nữa, không biết nữa, nhưng mà cũng khá là bất ngờ đấy. Khi mà bà là đồng tính nữ và bà còn là bạn gái của bà Bao BB nữa, bà vẫn còn thích mình. Wow, 3 triệu 3 rồi, không biết có được 4 triệu điểm nữa không đây. Cố lên nào, 20 con nhà Vanilla. Ôi, bóp sấy này đi vô sâu quá rồi. Biến đi, biến đi, biến đi mấy con rồng này. Giang tôi tới nữa rồi kìa. Nghĩ không được 4 triệu điểm rồi quá. Trừ khi có một phép màu được 500.000 điểm ở giây cuối cùng này. Cố lên nào. Rồi đi luôn con găng tua rồi. 8 giây cuối cùng rồi. Cố lên nào, 3 triệu rưỡi rồi. Nên là không được 4 triệu điểm rồi. Không được 4 triệu điểm nhưng mà cái này rất là mạnh luôn á. Mọi người nghĩ là bác Della với bác Benita có thể thoát ra khỏi ghép chưa đồng tính lên thành chiến lược chính thức không? Mọi người thử xem nha. Và 3.681.000 điểm. Điểm này cũng khá là cao á. Green Postman mà không có Lucky Lover nó cũng chỉ không thôi à. Ui, cũng cao chứ bộ. 1.598.000, 3.681, hơi gấp đôi rồi. Nhưng mà có Lucky Lover, nhưng mà có Green Postman mà không có Lucky Lover nó cũng chỉ không thôi à. Đến lúc đập hộp kẹo rồi. Không biết nó sẽ là cái gì đây. Không có dao bu ở đây, không biết Lucky Lover có thể là hên cho mình được hôm nay. Bắt đầu nè. Ớt bằng chili lili pepper. Chili lili pepper. Này là cái nickname của Lilith ở trên Pentagram của Diao House rồi. Cũng giờ mà Mouse BB và Vanity đi. Còn đầu điện, không biết mọi người thấy con này overrated hay underrated nữa. Mình thì mình chưa có xài nhiều cho nên là mình cũng không thể biết được. Ở khoan, mình xài cho sắp sắp game quá trời luôn mà. Sao là Sage. Cây mà mình xích nữa đã từng tính đi ban nhưng mà vì cái tính vì nó không phải là tấn công được nhiều, tấn công không được nhiều thứ lắm, nếu nhưng mà tấn công được gan to hay là con mấy con gà mấy con tròn thì mình sẽ tính ban nó luôn, hoặc là robot nữa liền đi bát. Còn Vinh nổ rất là vàng. Cam điện Citrin Citran Citrin Citran Sao mút rùm. Nghe đâu nó được nâng, nghe đâu là ở trong report nó mới vừa được nâng cấp rất là dữ luôn ha. Chưa biết nữa, mình chắc mình sẽ xem video con phát zombie mình mới biết được cái nâng cấp như thế nào. Rào ghép bằng nên nào có tôi một đứa nào trong team thôi, là tôi một người trong team đi. Trời đất ơi, cái nắm nhát gan. Nếu như mà giống như này sẽ rất là open. Lửa nó không luôn, thiên thần hồn mệnh của Hoàng Hữu Duy. Trần Ngọc Thảo My Yumi Ime Harry đây rồi. Yên tâm đi. Tôi biết Pomegranate nói với mình là giờ mặc với em ấy dày rồi. Chắc là không cần thấy bị chọc quê khi mà mình kêu người tên thiệt nữa. Quỳnh Diễm My, Trần Ngọc Thảo My và Lê Bảo May. Mãi mà mới tới cái cuối cùng cũng có được một đứa. Một thành viên của team. Mọi người biết mình sẽ làm gì tiếp theo rồi đó. Để cho nó hết cái đã.
một hai ba yeah. Oh my god, tiếp tục đó là xong một cái ghép chữ rồi, vẫn còn mấy cái ghép chữ nữa. Ôi trời, quảng cáo nữa, sao cắt cái đoạn này. Ok, mình đã trở lại đây. Trời đất ơi, quảng cáo hoài luôn á, không biết tại sao liên tục chơi Max Level có quảng cáo nữa. Tình thương nó chỉ xảy ra level 1 thôi. À, lên tới hạng 8 rồi, tiếp tục chơi ghép chữ thế nào. Hai lover đối đầu với nhau luôn. May mình có lucky lover đi để hộ mệnh cho mình nè. Cái gì giọng cái video này không kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cái dung lượng của cái máy A02S này nó dở ẹt luôn á. Con bột rất hao này người ai ra ta. Cả đồng tính đại diện của YouTuber sub Water Bunny đại diện của cậu bông dễ thương Sao Bu. Nên cho nên đây sẽ gọi là combo của full của Big Bang Banana. Không dễ ăn nói cho lắm đâu. Anh ăn nói ai gọi là rất dở luôn. Chuẩn bị để mình có thể một hy vọng là mọi người like cái video này kịch liệt cho mình và các cái video thực chính thức nữa, và khuyến cáo mọi người nếu như ai có ngón tay yếu đừng thử chiến thần này. Nhẹ nhất là đau, nặng nhất gãy luôn. Trời ơi, lát nữa rồi, ghét ghê luôn á. Ok. À, hình như mình đâu có bấm. Mình đâu có bấm đâu, sao tự nhiên chặt vậy? Đây à. Đây rồi. Sức mạnh của cỏ đồng tính. Châm tia câu dòng. Tôi bị không là vấn đề gì hết, một phát có đồng tính bắn trai đi đâu về đâu luôn. Đây, bay đi đâu về đâu, bay đi đâu về đâu. Này thì zombie nước sống hả, bỏ cát cũng không là vấn đề gì hết. Khi mà có một cây underrated như là có đồng tính, xứng đáng được yêu thương nhiều và xứng đáng để cho mình sớm xúa theo em ấy luôn. Quên mất hay còn Fishman Zombie này nữa. Đó không sao, trông lại được. Cả đồng tính xử hết nè. Ôi ôi ôi, Zombie Pháp Sư. Zombie Pháp Sư hả? Dám biến cái chậu bông dễ thương của tôi thành thành con cu hả? Chết đây, chết đây. Ok, tới giờ đặt minh rồi đây. Đây rồi, găng tua đây rồi. Thắng tao. Thắng tao. Yeah.
xíu nữa là kịp rồi. Để cho nó phóng luôn IMB rồi. Phóng bay đi. Chưa kịp phóng IMB đã bay đi đâu gì đâu. Rồi tới đây. Tới đây. Tiếng chưa lộn ở ngoài nó thật quá. Rồi từ từ mọi người, xíu sẽ quay lại liền. Ok, em đã trở lại ở đây. Lâu hơn mình tưởng tượng nhiều. Rồi, ghép chữ tiếp ha. Đấy ơi. Ốc tôi zombie không thành vấn đề. Đó, hai phát cả đồng tính là đi luôn. Thấy con ốc tôi zombie nữa kìa. Ê, thấy con Pixman nữa rồi. Ok. Không trở lại kịp luôn á. Đây nữa. Đây nữa rồi. Đây. Ồ, hết tiền rồi, hết tiền rồi, ta hết tiền rồi. Đây rồi, 35 phút nè. Ô, hên quá, hình như là không bị đè đẹp lép bởi cái ván sóng rồi. Kỳ hình quá. Đây, sức mạnh tối thượng của con thỏ xương rồng, sức mạnh tối thượng của chậu bông dễ thương. Đây, bắn 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 đây, đi luôn con gân thua rồi, đi đâu gì đâu. Hết tiền nhanh quá, từ từ mọi người mình sẽ quay lại ngay. Ok, mình đã trở lại đây. Đây, lại là mấy việc lặt vặt này nữa. Đây. Ghép chữ hay hơn nhiều. Đây sức mạnh tối thượng của cỏ đồng tính đây. Oh, Spam Zombie nè, nãy giờ gây khó dễ tôi rất nhiều rồi. Khỏi cầu luôn. Khỏi cầu luôn. Oh, thêm con nữa rồi. Xúc ra đây. À, bấm 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 bấm. Trong tia đồng tính chết quèo, không có cái gì thoát khỏi được sức mạnh của cộng đồng người đồng tính hết nè, là sức mạnh xến xúa của thiên thần hộ mệnh của tôi. Bắn nào, bắn 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 bắn, gắn tua kia, gắn tua kia, gắn tua kia. Không được, nó phóng con IMB. Ờ trời, thật kệ, nó phóng luôn con IMB rồi. Không kịp luôn. Nếu mà cũng kịp để tiêu diệt con kinh zombie này. Không kịp luôn, chán kịp. Xém nữa quên đặt con binh luôn á. Đây. Bắn nào. Ôi, đã hết tiền luôn rồi. Đây rồi. Xém không để ý luôn. Rồi chết veo, đi đâu gì đâu. Như cỡ đồng tính này không có vô dụng đâu. Đó underrated hơn mọi người nghĩ nhiều rồi. 50 đồng thôi mà tiêu diệt được một con Crest Zombie là quá mạnh rồi. Balan Food nè. Balan Food nè. Ước gì thì cái giá mà phải bắn ra là chỉ còn có 25 đồng như là ở anh basic thôi, thì vậy nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, mình vẫn thích mấy cái underrated hơn, mình vẫn thích cái cỏ đồng tính hay là underrated hơn là valid hơn.
Gắn tua thế, gắn tua kia. Đây là sức mạnh của cháu bông dễ thương. Rồi, rồi chết quẹo, chết quẹo, cưa chết luôn. Trời, chết quẹo. Cưa chết nhưng mà cũng chết quẹo luôn. Và what the. Đây đây đây. Nãy giờ gây khó dễ cho tôi nhiều rồi đó, Fishman Zombie. Bây giờ tới ông ném vui nè. À, 20 giây nữa thôi. Ba triệu điểm rồi. Được, có được 3,5 triệu như thằng hồi nãy không? Ôi. Đây. Giờ tới lúc 15 phút tập trung nhiều hơn cho giao bu nè. Đây. Đây, bắn đi. Rồi, chưa thả IMB cũng ra đi gì đâu luôn. 10 giây cuối cùng. Ok. 10 giây cuối cùng, cố lên nào. Ô, đặt lòng con Bumberi rồi. Đâu sao, lần này plan phút khách nhanh cho nên là có thể xúc lại được. Xúc nè, ôi, đây thì ăn kì. Đây thì ăn thịt sao bu, không ăn thịt được đâu. Trái luôn. Và 3 triệu 330 nghìn 900 đi. Điểm số cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhưng mà không có mạnh bằng combo mình với lại cả đồng tính đâu, còn được 5 triệu điểm nữa. Sức mạnh của thiên thần hộ mệnh với chàng trai phù thủy. Ok. Mong là có là hư đi học sớm sớm về để hai anh em mình cùng sáng suối với nhau, cùng đỏ mặt với nhau luôn nữa. Nếu trên mạng mà nó đã sớm như vậy rồi, thử nghĩ coi ngoài đời nó còn sớm hơn tới cỡ nào luôn á. Hiểu gì cũng có quảng cáo trời, mấy cái đẹp. Hình như không có quảng cáo à. Là mình sợ sẽ có quảng cáo à. Ok. Tiếp thế nào, nãy giờ cũng khá là lâu đó. Đúp easy. Easy để thua thì có đó. Lần này mình sẽ ghép 3 chữ nhưng mà còn có một vấn đề là chỉ có hai cây trong tem cơ để đổ được ra nước thôi. Strawberry Jesse và không mình sẽ không là Strawberry Jesse Neva đi cùng với Tiramisu Coco tùm lum tới lửa vậy luôn. Lila và thêm cây nữa cần. Thêm cây nữa đây. Chẳng cần vitamin. Cần sức mạnh cho tiramisu. Ồ, đến bấm lộn rồi. Một hai, một hai, tính toán hơi sai rồi. Ở đây và đó, yên ổn rồi. Let's go.
đen rồi. Đừng bao giờ đánh giá sức mạnh, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của con Stravers nha. Do mọi người không biết kiên nhẫn thôi. Đây rồi, sức mạnh của bé đi ra. Bây giờ là không có The Viking ở phút cuối cùng á, trong thời cái chữ này cũng tiêu luôn á. Đây lại đây lại đây. Ôi đặt lỗ rồi. Ôi speaking tới kìa, speaking tới thôi. Hy vọng là có speaking fan ở hàng 1 ngay cái cuối cùng thôi. Rồi, bắt đầu luôn. Rồi, đứt luôn con speaking. Tính đèn sư bất tì á không dễ đâu. 35 phút nè, thêm comment nữa. Trời ơi, biến đi cái tay kia lại lên. Trời ơi, sao bị kinh nữa. Rồi, chơi luôn, khô máu luôn. Khô máu luôn. Không sợ cái địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Rồi xong rồi con Sibi câu cá. Đừng kiểu không có Sibi câu cá fan nữa đó. Trời đất ơi, vẫn còn thiếu một slot nữa kìa. Thằng đó nằm ở ngay chỗ này luôn nè. Đó, quá. Chưa kịp móc câu cũng đi đâu về đâu luôn. Ai đi đâu về đâu. Rất well luôn. Well luôn. Ôi. Stop, stop, stop. Không ta mất điểm nha. Mày bắt rơi đây rồi. Mà vẫn cần phải diệt khẩu không sẽ bị kinh nữa. Đây, sẽ bị kinh cũng đã bị diệt khẩu luôn rồi. Rồi, ra găng tua cũng đi đâu về đâu luôn. Đây. Không có 35 phút. Cái hàng cuối cùng luôn là cái hàng bị chị hiểu thò nhiều nhất luôn á. Đây đây đây, giờ đi câu cá nè, giờ đi câu cá nè. Câu cái này đi. Chưa kìa, câu luôn, ngụm củ tỏi. Câu cái gì đây? Câu cái thua này luôn. Đây, cho thấy sức mạnh lợi hại của Diva đây. Bùm. Chưa xong luôn hả? Chưa xong luôn hả? Chưa xong luôn hả? Châu dứt. Châu dứt gì? Ờ, Diva chưa kịp đáp xuống cũng đi đâu về đâu luôn. Bùm. À, speaking nữa. Đây đây, IMB cầm can. Đây, găng tua cũng muốn đặt chơi luôn đúng không? Găng tua chơi nè. Chả biết thế nào là đổ lưới nè. Cũng đi luôn rồi.
Đi đâu, về đâu? Đi đâu, về đâu hả? Đi đâu, về đâu? Ai đi đâu, về đâu? Ôi trời, tôi bị kinh khủng một của tái luôn. Ôi thì cũng ngoẻo luôn. Tôi biết cái lời đó vô tri thiệt sự, không có nghĩ gì hết luôn á. Chỉ câu cá nữa. Muốn ăn đắm tiếp không? Ê ôi sao tốc độ học hết luôn rồi, nhưng mà cái này không học. Ôi đợi nữa, chỗ này nữa, chỗ đây là cần thêm cái lít tiền, thêm cái lít tiền cái ôi bấm lỡ rồi. Không, với cái giáp cửa này mình không thể mua Plum Cút được đâu. Đây rồi. Ôi. Lại là Bikin ở đây nữa. Đây. Đi đâu về đâu hả? Đi đâu về đâu? Đi đâu về đâu? Đi đâu về đâu, hỏi về luôn. Lái nữa thôi, lái nữa thôi. Mới đắp xuống hai con sư kinh cũng chết, quay luôn. Chết, quay luôn. Sạch cả luôn. Bùng. Cái con sư hiệp sĩ nữa. Fisherman sẽ bị đó ở đây nữa thôi. Khỏi câu luôn rồi, khỏi câu, khỏi câu. Câu câu nè, câu cái này đi. Ờ, chưa kịp câu nữa cũng chết vui luôn. Zombie King ở đây nữa. Mỗi lần là phải có hai con Zombie King mới chịu hả? Phải có hai con Zombie King thì mới chịu. Đây, xúc ở đây. Đó, tôi còn chưa kịp đặt nữa. Đây. Chết đây. 30 giây cuối cùng. Liên tục spam zombie kinh nhiều quá. Ôi, Pitchman Zombie nữa. Đây nè. Tiramisu Coco tấn công. Để dành cái Plum Cút này khi mà có chỗ gần Speaking. Ra Plum Cút ở đó. Giống như ở đây. Giống như đây. Ôi trời ơi. Ồ, vậy là khi mà có Plum Cút có cây nào đó, khi mà có Plum Cút thì Speaking sẽ tự động ngủm luôn. Ok. Nào có anh nào đặt ở đây đi. Biến cái tay chụp một cái. Đánh kêu. Đó. Speaking nữa, trời ơi. Đó, còn Speaking này công nhận phiền thiệt cũng á. 10 giây cuối cùng. Hai con Speaking ở chỗ mà mình không muốn luôn á. Oh my god. Đây. Chết lẻ lên giùm tôi. Đó.
đâu sẽ đi câu cá này nữa. Đây, phải sử dụng cái mẹo này thôi. À, thôi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên đi. Dùng chị phải sử dụng cái mẹo này thôi. Đã. Anh đạt đọt xíu rồi. Đây là một cái mẹo khá là hay mà Mouse BB chỉ cho mình nữa. Cứ để đe cái đó luôn ngay khi mà không muốn mà. Tommy câu cá spam ngay chỗ mà mình không muốn luôn. Rồi vừa sau thì vẫn kép được luôn. Và bao nhiêu điểm này? 3.168.500. Cái không thật sự trọn vẹn cho lắm bởi vì con Pixelman Zombie ở đây nè. Ok đi. Mình luôn luôn biết mấy cái mù mẹo này luôn á. Và lần này phải để có Mouse BB nữa. Này. Chắc kỳ ghép chữ này mình sẽ sang chữ tâm lý luôn á. Trước khi tiếp tục kiếp chữ thì ra mình đi tiêu trời mình mọi người chờ xíu nha, mình sẽ quay trở lại. Trời ơi, lâu hơn là mình tưởng nhiều. Rồi nãy giờ video này mọi người 46 phút. Ôi trời ơi, ghép có 3 cái mà lâu tới vậy luôn á. Rồi tranh thủ ghép 2 cái cuối cùng nè. Hy vọng là 2 cái cuối cùng này nó sẽ suôn sẻ. Trời ơi, giờ là tới lượt tới màn ra quân của cái cây nổi được trên nước còn lại luôn. Anh Duyên còn lại đó là đây Lê Bảo May Rotobaga kết hợp với Strawberry Jesse. Yeah, là ai đây? Trần Ngọc Thảo My Red Stinger, bé Thảo My. Trời ơi, tự nhiên kêu bằng bé Thảo My nữa. Đây, đây. À, phải là mọi người chưa biết là nãy giờ mình ghép bằng chữ gì không? Nếu mọi người biết mình ghép bằng chữ gì thì comment nha. À, nếu chưa biết thì hãy để tới cuối mọi người mới biết được. Chùm tia laser của bé Thảo My đây. Kết hợp với Strawberry Jesse nữa. Tốt không kẹp luôn, đúng không phải một giây nữa. Đây. Ê, bay 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 bay, không được tới đây. Bay rồi nha, dám biến thiên thần hồ mệnh của mình thành câu hả? Xem đây. Sức mạnh của Lê Bảo May. Ơi, này thả con IMB hả? Này đi thả IMB, không có IMB này đâu. Tăng năng lượng phép thuật. Ơi, zombie câu cá cũng bị thu nhỏ luôn kìa. Nhưng mà zombie kinh thì không thu nhỏ được. Trời ơi. À, tôi bị câu cá cũng bị thu nhỏ cũng khá là thú vị luôn á. Nó nhỏ như nó sẽ bị thu nhỏ nên như là như là có kim đoàn tôm bị muốn nói cái đau kia bé quá bé quá. Xin lỗi mọi người nha, bị cuốn quá. Nhưng mà subscribe cho anh Dratling luôn nha, mình không trả tiền, mình không được trả tiền để đó cái câu đó đâu.
Đây thu nhỏ nữa nè. Trời đất ơi, chưa kịp thu nhỏ cũng bị đi đâu về đâu luôn rồi. Đây ơi. Rồi. Bảy 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 nha. Đó chết tôi rồi, đặt sai chỗ rồi. Chết đi. Chết đi. Này dám biến thiên thần hồn mệnh của mình thành tột hả? Ai dám hại tới thiên thần hồn mệnh của mình là không được yên đâu. Chết đi. Bắt tốt nữa kìa, bắt tốt nữa kìa. Bắt tốt nè. Ôi là tốt luôn cái quần nè. Tốt quá. Đây đây đây. Bùm. Rồi con zombie king cũng chết queo luôn. Ôi. Ô hên quá, kẹp luôn. Ừ, kẹp luôn rồi. Đây rồi. Này thì hại tới thiên thần của mình của tôi quá nhiều lần hả? Đây, cho một liều hóa thu nhỏ luôn. Nhỏ xíu luôn. Rồi con zombie câu cá ở đây cũng chết meo luôn. Nhưng mà tôi lại mắc sai lầm rồi. Đáng ra không nên túc. Ê ơi, giải cứu cho chị, giải cứu cho chị của em nè Thảo My. Ôi trời ơi, đặt làm cũng không kịp luôn. Chán cuộc đời luôn á. Nản cuộc đời luôn luôn. Chỉ mong là không có zombie nào spawn ở ngay chỗ này nè. Zombie câu cá hoặc là zombie king. Trời đất ơi, vừa mới nói xong luôn. Đây, ở đây. Đi đi, đi đâu về đâu hả? Còn một liều đi đâu về đâu luôn nè. Chết ơi. Chết ơi. Đây 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 đây, nhanh nhanh, rồi tới luôn. Rồi sao 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 sao. Đây rồi, plan food liên tục luôn. Plan food liên tục cho lên bóng mây luôn. Có lên nào bóng mây. Có lên nào. Bóng dây cuối cùng. Yeah. Yes. Yes. Woo. Là mình căng thẳng luôn á. Ok, nhưng mà cái điểm số này nó không cao hơn so với ba cái chiến thuật hồi nãy. Trời đất ơi. 2.902.200 điểm. Nhưng mà cũng thắng cũng phải rồi. Này thì implant, này thì bơm cơm hả? Đúng rồi, tao cười thắng cơ mặt cái thằng chỉ biết xài OP Plant thôi nè. Này thì OP Plant hả? Cười thắng vô mặt tụi bay luôn. Ôi trời ơi, lại thêm một hộp kẹo khổng lồ luôn nè. Hai chục thứ trong đây luôn, không biết trong đây có là gì nữa. Ok, hy vọng là lại kết thúc đẹp. Ok, cố lên nào. Luôn vừa nói xong rồi plan ơi không có bấm skip vừa nói là tôi bấm skip mà. Ok ơi rồi, nhưng mà ra cũng trúng được em, trúng được bé Thảo My cũng mừng à. Ê giống ai nữa đây trời ơi, cũng rubber band đi anh broccoli. Lily Power, Dragon Ngựa, Tomb Tankler, Solar Sage, Arastia, trời ơi, mãi mà tới khúc cuối luôn. Trời ơi. Đây, đây. Yeah. Này mình không mừng nổi được luôn á. Mừng không được luôn bởi vì ai cái này nè. Đây. Đây. Yeah! Cao nát mặt luôn. Tức điên luôn. Quá đi được.
Thôi từ từ mọi người mình sắp lại. Ok, mình đã trở lại đây. Gắn làm cho xong ghép chữ thôi, video này cũng đã quá dài rồi, tắt gần cả tiếng luôn rồi đó. Cái sinh nhật của Vanilla Ellie cũng khá là lâu luôn á. Nhưng mà thôi kệ đi, sinh nhật nó lâu, mình càng ở bên nhau nó lâu chứ. Để mình uống nước cây. Hãy nhớ uống nước nha mọi người, nhất là khi mà đang bị đau họng giống như mình đây nè. Ok, thì cái kết này luôn là mình sẽ, cái kết này mình sẽ để cho hai người mà Vanilla Ellie chân quý nhất này, Hoàng Hữu Duy và bạn gái của Vanilla Ellie Mouse BB sắp trở thành vợ luôn rồi. Khi bóng tối kết hợp sắc thật nó sẽ ra như thế nào. 1, 2, 3. Này, không không không. Để Mouse BB làm sao. Đây, 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 đây. Đây. Dạ. 1, 2, 3. Đây sẽ là video đầu tiên của mình, nó dài cả tiếng đồng hồ luôn á. Oh my god. Nè mọi người ơi, bấm like video cho tôi kịch liệt luôn đi. Không, đừng có để cười lên cái sự chăm chỉ người ta, tôi ghét là người lắm đó. Cười nhau lên sự chăm chỉ của người ta, người ta chăm chỉ tới như vậy luôn á. Cố gắng hơn 100% sức của mình à, lại còn đem đi chửi bới, lại làm thành một trò đùa như thế này nữa. Nhất là cái lần trước là Opera Gamer chính là người đã gây ra lỗi lớn này. Giờ tôi coi ai mà cười trên thường, ai mà cười hay là chửi bới sự chăm chỉ người khác, tôi coi mình với lại cả bác hồi sinh có xử hay không. Này, nói nhiều không phải nói được, like cho tôi đi, không là tôi bực, không tôi bự, tôi bực luôn á. Quá là tăng năng lượng phép thuật. Quá câu má tớ bấm. Chiều gần như không làm cái gì hết mà. Một, hai, ba. Trời đất ơi, Pokachi. Đây đó. Lucky Lover đây nè. Yeah. Gà con tua bảo vệ nè. Trời đất ơi. Trời đất ơi. À, chết queo luôn. Bay đi đâu về đâu. Cái biến đi đâu về đâu luôn nè. Lấy thân che heo hả? Cho nó ăn bài tranh liệt luôn nè. Thân mà danh liệt luôn. Này thì lấy thân che heo. Dám giết Lucky Lover hả? Chết đi. Chết đi. Với thằng khốn là với thằng khốn nữa. Chết đi. Bấm. Ơi bí về buồn móc tối luôn. Đi luôn nè, đi luôn, đi luôn. Đi luôn. Mouse BB xử hết. Trời ơi. Yes, trúng rồi. Trúng luôn. Trúng luôn. Trúng luôn. Đây 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 đây. Trời ơi. Chưa kịp gì luôn.
ngấm của ta. Zombie kinh chưa kịp nó là xong chết quẹo. Chết quẹo luôn. 30 giây cuối thôi. À, 3.273.4 triệu tư luôn rồi. Đây có thể sẽ là một trong những combo mạnh nhất của tuần này luôn á. Hiện tại cao điểm nhất vẫn là mình chứ có Tà Hương với 5.2. Không biết nữa, chắc là cũng chưa lấy được top 5 rồi. Không biết có được 4 triệu điểm không đây. 15 giây cuối thôi à. Cao điểm thứ 3 đang là 4.7 lần. Còn 10 giây cuối cùng chắc chắn không qua nổi được rồi. Và đây sẽ là combo cao điểm nhất của trong video ngày hôm nay luôn. Bum, 4.022.000 điểm. 3 giây, 2 giây, 1 giây. 4.123.000 điểm. Ấy có mình ở đây luôn nè. Có tôi đây luôn. Một cái kết quá đẹp. Yeah! Woo! Yeah! Nhưng mà thua cũng phải rồi, này thì bi bai. Này thì PC bai hả? Mình với PC Vin đâu có duyên với nhau đâu mà sao kết hợp vậy trời. Khó hiểu. Ok thì thôi trời ơi, cái cuối cùng thì video thì cũng đã kết thúc rồi. Chắc video này dài hơn một tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Ok thì giờ mình sẽ xuất từ cái video này ra sẽ tất cả chư ôm cơm bơm cơm. À! Lần hét luôn rồi nè. Okay, để mình xuất video xuất kết quả cái rồi mình sẽ cho mọi người xem. Ok trời ơi, mà kết quả mình đã lên thứ hạng 7 nhưng mà có 65 miệng rồi. Ok giờ về đây. Ok, vậy là mình đã xuất xong được thành quả từ trong video đây. Giờ mình sẽ cho mọi người xem. Đây là chú B và chú A của hai mẹ con nhà Vanilla, Ellie và Jalaya. Chú N và chú Y ngắn của Cỏ Xà Hương và Giao Bu. Chú L, chú L và chú A của Benny và Tiramisu Coco và Buffy Buffy. Đây thêm một thử thách nữa đó là là Trần Thảo My với chữ E, Strawberry Jessie và Rotobaga với hai chữ L. Thì tất nhiên cái này nó còn khó khăn hơn khi mà Pixman Zombie đặt ở ngay đây nè, nhưng mà vẫn cứ như là vẫn tính vậy. Và cuối cùng là chữ Y ngắn và chữ E của mình và Mouse BB. Vậy là ok, vậy là đã xong ghép chữ của ngày hôm nay, cũng là phần đặc biệt của sinh nhật Vanilla Ly mà. Thì ok, cảm ơn mọi người đã xem video ghép chữ này. Trời ơi, video này chắc chạy một tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Thì nếu mọi người thích video này, đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe nha. Làm ơn cho nhấn like cho tôi, và subscribe cho tôi đi, vì những nỗ lực mà tôi đã làm ra suốt một tiếng đồng hồ đây nè. Video dài nhất của cuộc đời mình luôn. Có thể sẽ qua luôn video chiến thuật cũ của Lila rồi. Nhưng mà phải nhớ nhấn like cho mình nha. Mình không làm việc này không công đâu. Ok, còn bây giờ thì Hasuki out. Và nhớ gửi một lời chúc mừng sinh nhật dễ thương tới Vanilla Ellie nha. Ok, còn bây giờ mới chính thức là Hasuki out nha. We'll